Câu chuyện thành công của chị Minh Nguyệt trong việc xóa bỏ những nếp nhăn sẽ là một niềm vui vô cùng to lớn đối với rất nhiều chị em đang lo lắng về làn da nhăn nheo, chảy xệ, cơ mặt trùng nhão, trông già hơn tuổi. Chị Minh Nguyệt hiện là nhân viên văn phòng tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Công việc cùng với vai trò là một người vợ, người mẹ đã khiến cho chị khá tất bật mỗi ngày. Sau một thời gian, chị chợt nhận ra mình bỏ bê bản thân quá nhiều, không chăm sóc da tốt, dẫn đến da bị nhăn nheo, chảy xệ, xuất hiện khá nhiều vết chân chim, nếp nhăn rãnh mũi. Chị Nguyệt đã chủ động tìm đến thẩm mỹ quốc tế Bali tại địa chỉ số 463 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội để tìm ra giải pháp xóa đi những nếp nhăn trên da mặt. Lúc trước do bận bịu công việc của cơ quan và lo lắng chăm sóc cho con cái nên mình không có nhiều thời gian để chăm sóc cho bản thân của mình. Trên gương mặt của mình đã xuất hiện rất nhiều các nếp nhăn ở đuôi mắt và vùng đầu khóe mũi. Điều này làm cho mình cảm thấy rất mất tự tin. Và thời gian gần đây khi soi gương mình thấy các nếp nhăn này càng ngày càng rõ lên. Và nếu như mà mình không đi chăm sóc thì có lẽ là sẽ muộn mất. Và qua tìm hiểu mình đã đến với thẩm mỹ quốc tế Bali. Hy vọng rằng thẩm mỹ quốc tế Bali sẽ đem đến nhiệm màu cho làn da của mình. Thấu hiểu được nhu cầu của chị Nguyệt cũng như qua quá trình thăm khám da, đánh giá mức độ lão hóa, nhăn nheo, chảy xệ của làn da, chuyên viên của thẩm mỹ quốc tế Bali đã đưa ra phác đồ điều trị cho chị Nguyệt bằng công nghệ xóa nhăn Thermax từ Hoa Kỳ. Được coi là công nghệ đẩy lùi lão hóa hiện đại nhất hiện nay, Thermax giải quyết các vấn đề da trùng nhão, nhăn nheo, chảy xệ, sụp mí, da sần vỏ cam, lỗ chân lông to chỉ một lần duy nhất mà hiệu quả lâu dài. Có thể khẳng định rằng công nghệ Thermax luôn đứng hàng đầu trong sự lựa chọn điều trị săn chắc da, trẻ hóa da và xóa nhăn vì độ an toàn và hiệu quả cũng như tái tạo các đường nét tự nhiên mềm mại cho cơ thể và khuôn mặt. Chỉ sau một lần điều trị duy nhất, công nghệ Thermax làm săn chắc và tái tạo đường nét thông qua các tác động bằng năng lượng sóng CRF, làm các sợi collagen già cỗi và trùng nhão co lại, đồng thời kích thích da sản sinh lượng collagen lớn mới. Từ đó, làn da sẽ trở lên săn chắc và ngày càng được cải thiện qua cơ chế tăng sinh collagen mới hàng ngày. Kết quả sau điều trị một lần duy nhất, các đường nét được tái tạo, các nếp nhăn mờ đi và cuối cùng khuôn mặt được trẻ lại, trung bình từ 5 đến 10 tuổi. Nhờ công nghệ sóng cao tần số vô tuyến điện rung đơn cực đi sâu tác động trực tiếp vào cả 3 lớp biểu bì, hạ bì và mô mà Thermax có thể làm da săn chắc, trẻ hóa ngay lập tức, giảm nếp nhăn da, đồng thời cải thiện cấu trúc và vẻ tươi sáng của da. Mỗi lần điều trị chỉ mất khoảng từ 30 đến 90 phút và da mặt của chị sẽ có hiệu quả từ 20 đến 30%. Sau đó 2 đến 6 tháng là thời gian để da hoàn thiện quá trình tái cấu trúc tối đa nhất. Kết quả có thể kéo dài từ 3 đến 5 năm và có thể lâu hơn nữa nếu như chị Minh Nguyệt biết chăm sóc da đúng cách. Ở độ tuổi từ 30 đến 50, chị Nguyệt chỉ cần điều trị một lần là đã có kết quả tốt. Sau khi điều trị, chị Minh Nguyệt có thể trang điểm và đi làm lại bình thường. Chị Nguyệt chỉ cần lưu ý ăn uống và rửa mặt bằng nước ấm sau 24 giờ điều trị. Thẩm mỹ quốc tế Bali là một trong những địa chỉ làm đẹp uy tín được biết đến với những công nghệ hiện đại được chuyển giao trực tiếp từ các nước có ngành thẩm mỹ phát triển như Hoa Kỳ, Canada, Anh, Pháp. Chỉ một lần duy nhất, công nghệ Thermax đã giúp cho chị Minh Nguyệt trông trẻ da, làn da trở nên căng mịn hơn, giảm bớt những nếp nhăn, vết chân chim rõ rệt. Đến với thẩm mỹ quốc tế Bali để nhanh chóng sở hữu một làn da hoàn hảo, đẹp rạng ngời, thách thức thời gian. Tôi vừa thực hiện điều trị trẻ hóa da và xóa nhăn bằng công nghệ Thermax tại thẩm mỹ quốc tế Bali và rất hài lòng với kết quả đạt được. Trong suốt quá trình thực hiện điều trị thì tôi cảm thấy rất thoải mái, không hề sưng hay đau đớn. Tôi cảm thấy làn da được săn chắc từ bên trong và khi sờ lên thì có cảm giác căng mịn. Khi soi gương thì tôi thấy các nếp nhăn của mình đã mờ đi trông thấy và khuôn mặt đã trở nên thon gọn hơn. Xin được cảm ơn thẩm mỹ quốc tế Bali đã lấy lại được cho tôi làn da mà tôi mong muốn. Quý vị đừng ngại ngần, hãy nhấc máy và gọi ngay đến hotline 0945 36 8989 của Thẩm mỹ quốc tế Bali để được tư vấn miễn phí về công nghệ trẻ hóa da đỉnh cao Thermax và những dịch vụ làm đẹp khác.